Vừa qua bà Barbara Koffler, quốc vụ khanh Bộ hợp tác và phát triển kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNPC, khảo sát thực địa trạm biến áp 110 kV Yên Thắng Nam Định thuộc dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ giai đoạn 2 có vốn vay từ chính phủ Đức thông qua ngân hàng tái thiết Đức KfW trong nhiều năm qua evnpc đã nhận được sự hỗ trợ tài chính bằng các khoản vốn vay ưu đãi từ chính phủ cộng hòa liên bang đức thông qua ngân hàng kfw với việc được tiếp cận nguồn vốn vay của chính phủ đức hệ thống lưới điện của evnpc đã đạt được mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện cải thiện chất lượng điện năng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lưới điện phân phối đồng thời tạo tiền đề cho quá trình phát triển lưới điện thông minh theo lộ trình hiện đại hóa hệ thống điện việt nam Trạm biến áp 110 kV Yên Thắng Nam Định là một trong những kết quả hiện hữu cho sự hợp tác giữa hai nước và ngành điện Việt Nam là đơn vị tiếp nhận, thụ hưởng. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã trao đổi những vấn đề liên quan đến thỏa thuận hợp tác chuyển dịch năng lượng công bằng và cam kết net zero của Việt Nam, tác động xã hội của các khoản đầu tư chi phí cao vào cung cấp điện. Trong giai đoạn 2021-2025, EVNNPC đã đầu tư khoảng 90.000 tỷ đồng để xây dựng lưới điện và giai đoạn 2026-2030 dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư trên 100.000 tỷ đồng với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sự quan tâm và quyết tâm từ phía chính phủ các bộ ngành việt nam và các bên liên quan trong thời gian tới evnmbc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành từ phía chính phủ đức cũng như ngân hàng kfw